chút nó phong quang trên trên vòng chút nó phong quang mặt gì cất cất chút sáng ôn lên hầm hầm đầu 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 con truyền cổ tích ông bảy hoàng thực thực tích tích chúc quân quân đất niềm chữ Nam Mô rồi được sâu sắc.
vạn sự an khang, phúc lai thọ tràng. Phong hoa tiết ngân đường màu, dâng câu tiết bào chúc lời, chúc lời tăng long 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 tay tiên rót che dịu đào. Nhất nhất tuần nì sơ dâng lên đệ ngọc các cô nâng nâng mời là mời rước ông hoàng bầy dư ta. Tùy nước nước tục hòa thế thay thay yên các cô rót ngà chén rượu đào. Nhị tần đà dâng lên bệ ngọc để các cô dâng mời là mời rước ông hoàng bầy sư các cô đông bởi rước ông hoàng bầy sư. Thay tiên rót chén rượu chúc chúng ta lăng lên tạ mẫu thừa ủy nâng mời là mời sức ông hoàng bầy sơn á sơi xước quán hoàng sơn. Ông bầy con thua thường hoàng giang ta đi sơn lâm chân bảo hà. Diện diện màu hương ngào tươi như vén ngọc dung nghi quân hồng bầy tươi tốt. Ông cho đẹp khác nào hoa. Khi vui hiến thuốc ấm ấm cha ô long công vào hoàng ngự rất xa. Quan phòng bày nhắn ai lên đất tinh à. Non xanh khen ai theo đúc đúc ý bầu lên bầu bầu lên bầu phàm trần xưa nay dễ ý bầu lên bầu ở trên lên xa ngô đi phàm lên mấy đứa trên lên dễ cung tiên ngờ ai hẹn đi chờ chờ anh vì đường ngục đi chấm linh nghi tình nghề gặp ma thi sang ngô đi phà tiên là tiên tình nghề
gặp thiên đông với tình nghi cờ. Xanh xanh tỏa lai siêu là phù sư, ai người có tâm có đức ý, thời được phép ông hoàng bày vào sáng ngô sáng đi pha thiên về tình, được theo ông hoàng bày vào mông hoa trắng trắng ngát ngoài hiên, ông lấy cây bày lá bày thảm và duyên cho được buồn cảnh tay nhàn, ông về sáng về đồng ông bày gì hội hội tổ mà non nên chân chân gió đông 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 mà hiên hiên đi sóng sóng bóng bóng quê chiều bóng bóng đánh 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 thành ra ngồi cùng về ăn ông hoàng mười chân cảnh nghe ăn huyền thiên bà là con ngủ dậy bờ tiệc này mừng vui cõi dân mở tiệc mừng vui đông về để nhớ đức hoàng mười sáng sinh diệu đạo kính chúc thánh minh phong hoa này tuyết quyền phật bình này phẩm bình có mấy chương kính kính bỏ ngưỡng hai hàng hai hàng thiếu sao thank you.
nhấp cho say. Trăm hoa giao kết mừng lấy ngày tiệc vui. Thì tay điên các cô bóc đà chén đứng rượu đào. Nhất thần sông ưa dâng lên bệ ngọc để các cô dâng mời là mời. Dứt con vọng mời sơi ông hô sơi dứt ông mời sơi. Tay điên xót đi chén rượu đào. Nhìn con đà nâng lên bệ ngọc các cô nâng mời là mời giữ con người xưa giữ con hoàng người xưa thế tay tiên các cô rót ngà chén rượu đào tam tuần chung chung lên bệ ngọc để các cô dâng mời là mời giữ ông mười xơi các cô dâng mời là mời giữ ông mười sống lắm mồ tây mà cạn hết nước thì ông mười đây vẫn chưa hết lòng đồng ông hoàng bình hồ
ghế ấm ấm các bạn hồi dù đã tính ngược về dù có mãi làm ăn buôn buôn bạn biệt biệt mày nhưng phải như ngày ngày 10 tháng 10 là ngày chính thiện cũng phải vào trong nghề ăn thì mà bắt cái hầu ông gió đông về mưa xuân tới gây bão mến chó các ghê như ước ao họ trần ước vô được tiền mà nhất tâm bắt ghê cho thỏa mong bao thằng ngô đường về nghệ ngàn mây xanh thẳm nắng sớm hồng lạnh núi hồng in bóng sông tiếng chim ca hòa trong gió gió mây rộn về nghe an thấy lòng sồn xa nghe xanh thơm qua nọ hoàng pha xin cúi đầu thắp một tuần nhang cầu xin hoàng ban cho phước xuôi ngược nẻo đông đường tây bước chân đi hoàng đưa lối sắt tay từng người đời xa xa khó nhọc vương mang ai nhất nhất tâm con hoàng nương mong hoàng sẽ được bình từ Nghệ An lên con hoàng sang lâm đồng đường xa tách chờ đông ngại gió sương đêm gửi về đây đông nghỉ xa bóng quy quán hoang ngất mây sau chút gần xa xem mai thương ông ban cho đông ngày dầu ngân sang tiên nước xanh ba biển cửa ra sự bình yên thành ra